Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 78 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chủ đề của phần 78 này là Shuo chang yin yue, trai Trung Quốc. Shuo chang yin yue, yin yue là âm nhạc, shuo là nói và chang là hát. Shuo chang yin yue tức là nhạc rap. Shuo chang yin yue, trai Trung Quốc là nhạc rap ở Trung Quốc. Và nội dung của nó như thế nào thì đầu tiên xin mời mọi người chúng ta hãy nghe người bản xứ người ta đọc. Lần đầu đọc chậm và lần sau đọc nhanh một chút. Sau khi mà mọi người nghe xong hai lần rồi thì mình sẽ tiến hành giải thích cho các anh chị và các bạn. Rồi sau đó chúng ta nghe lại thêm một lần nữa để kết thúc bài. À, bây giờ đã có cái phần dành cho người bản xứ người ta đọc để mà mình nghe nên là các bạn cố gắng nghe đi nghe lại nhiều lần. Để mình vừa luyện nói vừa luyện nghe được luôn. Sau khi học xong mọi người cố gắng học thuộc lòng và kể lại được nữa là sẽ rất là tốt. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe người bản xứ đọc nhé. 说唱音乐在中国，嘻哈文化已经出现很多年了，但是在中国一直不太流行。 2017年 一个名叫中国有嘻哈的节目火了，说唱音乐一下子变成了年轻人最喜欢的音乐形式，特别是学生们，不少人因为这个节目开始去了解说唱音乐和嘻哈文化。第二年，这个节目改名为中国新说唱，短短4个小时里就有3亿人看了节目。 到今年，这个节目已经做到第3季了，说唱音乐已经从最开始的新鲜事物，变成了中国流行音乐的一部分。但是，大部分家长还是不太喜欢说唱音乐，因为他们觉得说唱音乐的歌词不太健康，不应该让孩子们太早了解这些事情，而且。 不少说唱歌手有很多黑新闻，其中一位因为这个节目变成了大明星，但是后来人们发现他和自己好朋友的妻子约会，这让很多人觉得说唱歌手都是不太好的人，所以家长们担心这样的音乐和歌手会教坏自己的孩子。可能在很长的时间里， 家长们都不会喜欢说唱音乐，但是如果你试着和年轻人聊说唱，可能你们很快就能成为好朋友。说唱音乐在中国，嘻哈文化已经出现很多年了，但是在中国一直不太流行。2017年，一个名叫中国有嘻哈的节目火了。 说唱音乐一下子变成了年轻人最喜欢的音乐形式，特别是学生们，不少人因为这个节目开始去了解说唱音乐和嘻哈文化。第二年，这个节目改名为中国新说唱，短短4个小时里就有3亿人看了节目。到今年，这个节目已经做到第3季了，说唱音乐已经从最开始的新鲜事物，变成了中国流行音乐的一部分。 但是大部分家长还是不太喜欢说唱音乐，因为他们觉得说唱音乐的歌词不太健康，不应该让孩子们太早了解这些事情。而且不少说唱歌手有很多黑新闻，其中一位因为这个节目变成了大明星，但是后来人们发现他和自己好朋友的妻子约会，这让很多人觉得说唱歌手都是不太好的人，所以家长们担心。 这样的音乐和歌手会教坏自己的孩子，可能在很长的时间里，家长们都不会喜欢说唱音乐。但是如果你试着和年轻人聊说唱，可能你们很快就能成为好朋友。 Vừa rồi các anh chị và các bạn đã nghe người bản xứ người ta đọc, anh chị nghe và nắm được nhiều không ạ? Sau đây mình sẽ giải thích nội dung chi tiết nhé. Thì
Thì chủ đề của cái đoạn đàm thoại này là Sô chang yin yue trai Trung Quốc. Sô chang yin yue tức là nhạc rap, rồi trai Trung Quốc là ở Trung Quốc. Si ha quận hoa, bây giờ chúng ta có gặp một cái từ mới là si ha. Si ha, si ha ở đây tức là hip hop. Si ha quận hoa tức là văn hóa hip hop, một cái dạng mà những cái điệu nhảy ở trên đường phố á. Rồi si ha quận hoa là văn hóa hip hop. Yǐ jīng chú xiān hình tua nẻn là đã xuất hiện cũng nhiều năm rồi. Xiā wěn huà yǐ jīng chú xiān hình tua nẻn là đã xuất hiện nhiều năm rồi. Tān shì là nhưng, zài Trung Quốc là ở Trung Quốc. Yī chữ là cứ mãi hoặc là luôn. Vũ thái liễu xiển là không mấy thịnh hành, không thịnh hành lắm. Liễu xiển là lưu hành á, tức là thịnh hành. Vũ thái liễu xiển là không thịnh hành lắm. Như vậy là di trữ vũ thái liễu xiển tức là mãi vẫn không có thịnh hành lắm. 2017 vào năm 2017, một cơ miễn treo Trung Quốc dầu si ha tờ chế mục. Rồi như vậy chúng ta sẽ hiểu đây là di cơ, tức là di cơ chế mục. Di cơ đó là di cơ chế mục ha. Dĩ cơ miễn treo Trung Quốc dù si ha tờ chẻ mù. Chẻ mù là tiết mục hoặc là chương trình. Năm 2017 có một cái tiết mục hoặc là có một cái chương trình. Cái tên của chương trình nó nằm ở trong cái dấu ngoặc kép lạ lạ đó đó. Chỉ trong tiếng Trung nó mới có. Rồi, như vậy là năm 2017 đã có một cái chương trình có tên gọi là Trung Quốc dù si ha, tức là Trung Quốc đã có hip hop. Trung Quốc có hip hop. Rồi. 2017, dĩ cơ miễn treo, miễn chư treo hay miễn treo cũng được. Trung Quốc dù si ha tờ chế mù. Rồi kế tiếp mình có từ hồ. Hồ là chữ hỏa, tức là lửa, nhưng mà đây có nghĩa là hot. Hồ lơ tức là đã hot. Đã hot tức là đã bắt đầu nổi tiếng á. Thì từ lên nằm ở bên trang bên kia. Rồi. Tiếp theo nữa. Sô chang yin yue, nhạc rap, nhạc vừa nói vừa hát á. Sô chang yin yue, ý xa từ là bỗng chốc, bỗng chốc hoặc là nhanh chóng. Biên chẩn là trở thành, biên chẩn là đã trở thành cái gì? Nén xin rỉnh chơi sĩ khoan tờ yin yue xỉn sư. Biên chẩn là nén chiến rỉnh chơi sĩ khoan tờ yin yue xỉn sư. Xỉn sư là hình thức, yin yue xỉn sư là một hình thức âm nhạc. Rồi, chơi sĩ khoan tờ yin yue xỉn sư tức là một cái hình thức âm nhạc được ưa thích nhất. Như vậy ngay chỗ này chúng ta sẽ dịch là so sang yin yue là nhạc rap, dĩ xe từ là bỗng chốc hoặc là nhanh chóng trở thành một cái kiểu âm nhạc hoặc là một cái hình thức âm nhạc được ưa thích nhất của giới trẻ. Nén xiên rỉnh là giới trẻ. Nén xiên rỉnh chơi sĩ hoán tờ yên duyên xiển sư. Thơ bé sư, sẽ sân minh, đặc biệt là các em học sinh. Thơ bé sư, sẽ sân minh, đặc biệt là các em học sinh. Bù sào rỉnh, yên quê trước cơ trẻ mù. Bù sào rỉnh tức là có không ít người. Không ít người ở đây ta sẽ hiểu tức là có nhiều người đó, có nhiều người. Như vậy là bố sào rỉnh là không ít người, có nghĩa là nhiều người. Yên quê trước cơ trẻ mù vì tiết mục này. Yên quê trước cơ trẻ mù vì tiết mục này mà sao khai sự suy lẻo trẻ bắt đầu đi tìm hiểu. Vì cái tiết mục này, tức là họ xem xong cái tiết mục này và họ bắt đầu đi tìm hiểu, khai sự là bắt đầu, suy lẻo chẻ là đi tìm hiểu. Lẻo chẻ có một cái nghĩa khác tức là hiểu, am hiểu gì đó. Ví dụ của lẻo chẻ Trung Quốc Quảng Hoa, tôi am hiểu về lịch sử Trung Quốc. Nhưng lẻo chẻ còn có một nghĩa khác nữa, đó là tìm hiểu. Rồi khai sự suy lẻo chẻ là bắt đầu đi tìm hiểu. Tìm hiểu cái gì? Sô chang yin yue hở si ha Quảng Hoa, bắt đầu đi tìm hiểu về nhạc rap và cái văn hóa hip hop. Và văn hóa hip hop tí ơ niệm, sang năm sau tức là năm thứ hai, cái năm đầu là nó diễn ra cái tiết mục đó gì đó. Tí ơ niệm là sang năm sau.
Trước tôi đã mua cài miễn quệ cái tiết mục đó hoặc là cái chương trình ở trên TV, nó không giữ cái tên đó nữa. Cài miễn là cải danh, tức là đổi tên. Trước tôi trẻ mua cái tiết mục này ha, cài miễn quệ, đổi tên là, chữ quệ nó là quê, là bằng với chữ xưa đó. Cài miễn quệ, đọc là quệ mới chuẩn. Cái gì đó, đổi thành cái gì nào? Trung Quốc xin số sang. Trung Quốc xin số sang, tức là nhạc rap mới của Trung Quốc. Như vậy cái tiết mục này sang cái năm thứ hai thì nó không có gọi cái tên cũ nữa, mà nó gọi là Trung Quốc xin số sang, nhạc rap mới của Trung Quốc. Toán toàn sư cơ xèo sửa lì, chỉ trong ngắn ngủi có 4 tiếng đồng hồ thôi. Sư cơ xèo sửa lì là trong 4 tiếng đồng hồ. Toán toàn sư cơ xèo sửa lì, chỉ ngắn ngủi trong 4 tiếng đồng hồ thôi. Chiêu dầu sáng di rẫn thì có đến 300 triệu người. Di là 100 triệu. Chiêu dầu sáng di rẫn thì có đến 300 triệu người. Khang là trẻ mù đã xem cái tiết mục này. 4 tiếng đồng hồ thôi có 300 triệu người xem. To chi nén là đến năm nay. Trước cơ trẻ mua ý chính cái tiết mục này đã. Trước cơ trẻ mua là tiết mục này hoặc là chương trình này. Ý chính là đã. Rồi đã như thế nào? Đã như thế nào? Chua to. Ti san chi là. Như vậy cái tiết mục này đã làm được cái mùa thứ ba. Chữ chi là quý, tức là mùa. Hoặc là mỗi quý là 3 tháng, sang là quý 3 cũng được. Cho tao đi san chi đã làm sang quý 3, sang cái quý 3 hoặc là sang cái mùa hoặc cái đợt thứ 3 cũng được. Tiếp theo nữa, số trang yin yue, nhạc rap yi jing sống zui khai shi de xin xian shi wu. Yi jing là đã, sống là từ. Chuy khai sử ta xin xen sư u. Xin xen là mới mẻ, sư u là sự vật. Từ một cái sự vật mới mẻ, mới được bắt đầu nhất. Chuy khai sử ta xin xen sư u. Biên trận là đã trở thành. Biên trận là Trung Quốc liễu xiển yên yue là dĩ bu phân. Đã trở thành một phần, hoặc là dĩ bu phân là một bộ phận. Rồi như vậy là biên trận là dĩ bu phân, đã trở thành một phần. Một phần gì nào? Trung của liễu xiển yên yue là gì bu phân? Một phần ở trong cái âm nhạc thịnh hành của Trung Quốc. Như vậy Trung Quốc có thể có nhiều cái dòng nhạc thịnh hành, nhưng mà cái so sang yên yue này nó trong thời gian ngắn ngủi thôi mà nó đã trở thành một cái phần ở trong cái nhóm những cái âm nhạc mà thịnh hành nhất của Trung Quốc. Như vậy mình đọc lại cái cụm này ha. Cho tao ti san chi là 说唱音乐已经从最开始的新鲜事物变成了中国流行音乐的一部分. Tiếp theo nữa, 但是 là nhưng. 大部分家长, ông không biết là chỉ gia trưởng nhưng mà mình đã dịch là phụ huynh. 大部分家长, đại bộ phận, tức là phần lớn các phụ huynh, 还是不太喜欢说唱音乐. Phần lớn các phụ huynh hải sư là vẫn là. Cái chỗ này có nghĩa là vẫn hoặc là vẫn là. Vẫn là hoặc là vẫn không thích lắm với cái nhạc rap này. Không thích nhạc rap này lắm cũng được. Tan sư ta bu phân gia trạng hải sư bu thai xì khoan số trang yên yue. Yên yue thăm minh chuyệ tờ. Bởi vì sao? Bởi vì họ cảm thấy yên quay thăm minh chuyệ tờ số sang yên yue tờ cửa sửa. Bởi vì họ cảm thấy ca từ của cái dòng nhạc rap này chuyệ tờ số sang yên yue tờ cửa sửa. Cửa sửa là ca từ, tức là cái lời hát á. Rồi ca từ của cái dòng nhạc rap này hoặc là cái lời hát của dòng nhạc rap này của thai chiên khang là nó không có được. Chiên khang là kiện khang, tức là không được khỏe mạnh, nhưng mà dùng từ chính xác là lành mạnh, không có được lành mạnh lắm. Còn trên hai chỗ khác thì mình dịch là khỏe mạnh. Ví dụ chú này sinh thì trên khám, chúc anh sức khỏe, được khỏe mạnh hay được dồi dào trên khám. Rồi như vậy ngay chỗ này chúng ta hiểu ha, là phần lớn các cái bậc phụ huynh sẽ không thích cái dòng nhạc rap này lắm, bởi vì họ cảm thấy ca từ hoặc là cái lời hát của cái dòng nhạc rap này á, nó không có được lành mạnh.
tức là lời nó nhảm nhí đó, ta có thể hiểu nó như vậy, hoặc là cái lời nó xô bồ quá, hay là nó chợ búa quá, nó không có mang cái thi vị, nó không có mang cái tính văn chương, hay là không có tính nhân văn, ví dụ thế. Rồi, yin wei ta men jue de shou shang, yin yue de ge si bu tai jian kang. Bù yin gai rang hai zi men, không nên để cho bọn trẻ, bù yin gai là không nên, rang hai zi men là để bọn trẻ thay chào liễu trẻ quá sớm để mà tìm hiểu trơ xe sư xỉn, những cái việc này quá sớm để tìm hiểu, không nên để bọn trẻ quá sớm để tìm hiểu những việc này, có nghĩa là không nên để bọn trẻ nó tìm hiểu về cái chuyện này quá sớm, để cho khi nó định hình về năng lực tư duy rồi các thứ rồi hãy cho nó tìm hiểu cũng được, ý là như vậy. Bố yên gai ra hai mình thay chỗ liễu dạ trước xe sư diện ở trẻ là đồng thời bố sào là có không ít, rồi không ít cái gì đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp nha. Bố sào số trang yên yê cơ sầu, rồi chúng ta có từ cơ sổ là ca sĩ, như vậy đồng thời có không ít những ca sĩ nhạc rap, bố sào số trang cơ sổ dỗ hành tố hay xin quẩn, có rất là nhiều xin quẩn là tin, hay xin quẩn là những cái tin xấu, những cái tin không tốt, tức là từ những cái hành động của họ đó, rồi báo chí nó đưa tin đó, thì những cái tin xấu đó là hay xin quẩn. Như vậy đồng thời có rất là nhiều ca sĩ nhạc rap đã có những cái tin không mấy gì tốt, mình có thể dịch với đằng sau dịch lại, có nhiều ca sĩ nhạc rap đã bị những cái tin rất xấu và cũng được. Chỉ trốn là trong đó, chỉ trốn là trong đó, dĩ quê là có một vị, tức là có một cái người ca sĩ nhạc rap á, yin quê trơ cơ trẻ mù, trong đó có một cái người vì cái tiết mục này biên soạn là ta miễn xin mà trở thành một minh tinh, như vậy là trong đó có một ca sĩ mà nhờ có cái chương trình này nè, cái tiết mục này nè mà trở thành một cái ngôi sao nổi tiếng. Yin Wei trước cái trẻ mù biên soạn là ta miễn xin là đại minh tinh, tức là một cái ngôi sao lớn. Tan sư hô lại, nhưng mà về sau rỉnh minh pha xe, người ta phát hiện ra, người ta phát hiện tha hở chư chỉ hào phấn dầu tới chi giờ Ye Huê, anh ấy cùng với cái người cùng với vợ của một cái người bạn thân của mình hẹn hò, tức là người ta phát hiện anh ấy đã hẹn hò với vợ của một cái người bạn thân của mình. Rồi mình phát hiện tha hở chư chỉ hào phấn dầu tới chi giờ Ye Huê, từ hở đây chúng ta đổi từ kênh cũng được, A kênh B Ye Huê, tức là A hẹn hò với B. Rồi chưa ra hành tối rỉnh chuyện ta, trơ là điều này, rang hành tố rỉnh chuyện tờ khiến cho mọi người cảm thấy thế nào, so sánh cơ sổ những cái ca sĩ nhạc rap này, tô sư của thái hậu ta rỉnh đều là những cái người mà nó không được tốt lắm, trơ rang hành tố rỉnh chuyện tờ so sánh cơ sổ tô sư của thái hậu ta rỉnh. Nhìn nhận như vậy thì cũng có vẻ là chụp mũ đó, nhưng mà người ta có lý do rồi. Sở dĩ cha trạng mình tan xin, cho nên là các bậc phụ huynh đã lo lắng, tan xin là lo lắng, sở dĩ cha trạng mình tan xin, cho nên các bậc phụ huynh đã lo lắng. Trơ giang tờ yin duyên, cái nhạc như vậy, trơ giang tờ yin duyên, hở cơ sầu, cái nhạc và những ca sĩ như vậy, khuê là sẽ, treo khoai cho chị ta khải từ treo là dạy, treo khoai là dạy cho hư, chứ chị ta khải sự là con cái của mình. Sở dĩ là cho nên sở dĩ cha trạng bên tan xin, cho nên các bậc phụ huynh đã lo lắng cái dòng nhạc và những cái ca sĩ như thế này, trái gian thời gian duyên hở cơ sổ khuê là sẽ treo khoai là dạy cho nó hư, tức là làm cho hư, treo khoai chứ chị ta khải sự làm hư con cái của họ. Tiếp theo nữa, khờ nẫn trai hành trắng sự chen lì, khờ nẫn là chỉ sự đánh giá của mình, có thể là trai hành trắng tờ sự chen lì trong một thời gian rất là dài,
很长的时间或thời gian dài, 很长的时间里 trong khoảng thời gian dài. Như vậy là cái cụm này mình dịch là có thể trong một khoảng thời gian rất dài nữa. Cha tràng mến tô bộ khuê xì hoan. Các bậc phụ huynh đều sẽ không thích so sang yên duyên, à, không thích cái nhạc rap này đâu. Có thể trong một khoảng thời gian dài nữa thì các phụ huynh cũng đều sẽ không có thích cái nhạc rap này đâu. Tan sư rủ của nì sư trơ. Tan sư là nhưng, rủ của nì sư trơ. Nếu như bạn thử, thử cái gì nè? Hở nén chinh rảnh, liễu sô sang. Nếu như bạn thử tán gẫu hoặc là trò chuyện về nhạc rap với những người trẻ tuổi, hở đây bằng với cái nén chinh rảnh là người trẻ tuổi. Tan sư rủ của nì sư trơ, hở nén chinh rảnh, liễu sô sang. Khờ nến nì mân hình khoai. Có thể các bạn sẽ rất là nhanh chóng. Chiêu nẫn thì có thể bên sân họ hữu dụng. À, thì có thể là các bạn sẽ nhanh chóng trở thành bạn thân của họ. Như vậy họ, tức là giới trẻ họ rất thích về nhạc rap. Nếu như mà bạn thử bạn nói chuyện nhạc rap với họ thì nó sẽ nhanh chóng, họ sẽ nhanh chóng trở thành bạn thân thôi. Thế là chứng tỏ là cái sức lan tỏa của nó rất lớn ở trong cái giới trẻ, ở trong giới trẻ. Và sau đây thì các bạn hãy nghe người bản xứ người ta đọc lại một lần nữa để xem là mình có nghe và hiểu được nhiều không. Tốt nhất lần này các bạn có thể không nhìn vào cái màn hình, không nhìn vào chữ nữa mà các bạn cứ để trực tiếp luôn. Các bạn nghe như vậy, nghe đi nghe lại nhiều lần thì nó sẽ thấm. Số chàng yên duyệt tại Trung Quốc. Xí ha văn hóa đã xuất hiện nhiều năm rồi. 但是在中国一直不太流行。 2017年 一个名叫中国有嘻哈的节目火了。说唱音乐一下子变成了年轻人最喜欢的音乐形式，特别是学生们，不少人因为这个节目开始去了解说唱音乐和嘻哈文化。第二年，这个节目改名为中国新说唱，短短4个小时里就有3亿人看了节目。到今年， 这个节目已经做到第三季了，说唱音乐已经从最开始的新鲜事物变成了中国流行音乐的一部分。但是大部分家长还是不太喜欢说唱音乐，因为他们觉得说唱音乐的歌词不太健康，不应该让孩子们太早了解这些事情。而且不少说唱歌手有很多黑新闻，其中一位因为这个节目变成了大明星，但是后来人们发现 他和自己好朋友的妻子约会，这让很多人觉得说唱歌手都是不太好的人，所以家长们担心这样的音乐和歌手会教坏自己的孩子。可能在很长的时间里，家长们都不会喜欢说唱音乐，但是如果你试着和年轻人聊说唱，可能你们很快就能成为好朋友。